tĩnh gian trá tâm cơ thâm hậu hắn muốn mượn chuyện này để tiêu y đầu hàng nhận thua chỉ cần tiêu y nhận thua đỗ tĩnh có thể đạt được hiệu quả một mũi tên trúng hai đích tiêu sấm ở phía trên mắng to ra hỏa đáng giận đám tôn tử quy nguyên các này cơ bành việt thậm chí còn đề nghị hay là tìm cơ hội tìm thương chính sơ luyện tập chính văn có thể chút giận cho cái ngôn lục tế cũng không tán đồng nói chúng ta làm như vậy có khác gì người quy nguyên các đâu quy nguyên các có thể bá đạo không biết xấu hổ lăng tiêu phái bọn họ làm không biết xấu hổ điểm này tư giao ngắt lời bọn họ bớt nói nhảm đi, chú ý một chút, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. tuy nói bọn hắn những nguyên anh này đều ở chỗ này, quy nguyên các người không nhất định dám hạ tử thủ, nhưng không có nghĩa là đỗ tĩnh sẽ không phế tiêu y. thiên phú của tiêu y nếu bị người quy nguyên các phế đi, đối với lăng tiêu phái mà nói là một tổn thất lớn. ngu dường không nói gì, tâm thần của hắn sớm đã đặt ở trên người tiêu y trên quảng trường, một khi có gì không đúng, hắn sẽ ra tay trước tiên. tiêu y bên này thở hổn hển, lúc cô đấu với tân trí cũng không vất vả như vậy, tân trí lúc ấy đè thấp cảnh giới ngược lại để cho cô chiếm tiện nghi bỏ chạy. Đỗ Tĩnh bây giờ giả hoạt hơn tân trí, không đè thấp cảnh giới, từng bước từng bước ép cô, để linh lực của cô tiêu hao thật nhanh, bắt đầu khô kiệt, không còn lại bao nhiêu. Đồng thời, Đỗ Tĩnh còn đang không ngừng rụ rỗ cô đầu hàng, giống như một con ruồi bay vù vù bên tai cô, làm cho cô tâm phiền ý loạn. Đầu hàng, khẳng định là không thể đầu hàng. Tiêu Y dù tiểu bạch thế nào, cũng biết cô tuyệt đối không thể đầu hàng vào lúc này. Đầu hàng, nói không chừng sẽ bị trưởng môn đánh chết. Kỳ thật bị trưởng môn đánh chết cũng không có gì nhưng chỉ sợ bị sư huynh đá một cước. Tiêu Y nhỏ giọng nói thầm, ta không muốn rời đi, tuy rằng sư huynh ngốc nghếch, đôi khi cũng đáng ghét, nhưng cô thích cuộc sống như vậy, thích ở lại Thiên Ngự Phong, lấy đệ tử Thiên Ngự Phong đi theo phía sau nhị sư huynh. Cái này so với cô ở Tiêu gia làm đại tiểu thư trải qua thoải mái, vui vẻ, đại sư huynh mạnh mẽ, nhị sư huynh mạnh mẽ, làm sư muội, cho dù không mạnh, cũng không thể làm cho bọn họ mất mặt. Tiêu Y tuy chật vật, nhưng ánh mắt cô tràn đầy kiên định, cô nhìn chằm chằm Đỗ Tĩnh, đang tìm kiếm cơ hội nhìn tiêu y lúc này lại không chịu buông tha ý chí chiến đấu sục sôi như cũ đỗ tĩnh trong lòng thầm giận đã đến giờ rồi ngươi còn giả vờ không đúng là một tên đáng ghét nếu đã như vậy ta đây liền để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng đỗ tĩnh cười lạnh một tiếng không phải ngươi còn có tuyệt chiêu chưa dùng ra sao đến đây đi cho ta xem tuyệt chiêu của ngươi lợi hại đến mức nào sau khi nói xong linh lực của hắn tán loạn hỏa xa chiếm cứ bên người tiêu y tán loạn cho tiêu y thời gian tiêu y thấy thế không do dự không nói gì điều động linh lực cuối cùng trong cơ thể quả cầu lửa khổng lồ lại xuất hiện từ trên trời giống như mặt trời phóng lên trời giáng xuống hung hăng đập mạnh vào đỗ tĩnh tiêu y cắn răng hận không thể một hỏa cầu đập chết đỗ tĩnh lúc này đỗ tĩnh giả bộ hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn hỏa cầu trên trời cười lạnh không yên chậm rãi lắc đầu bộ dáng tựa hồ thập phần đáng tiếc ngoại cường trung can nhi không đáng lo hỏa cầu giống như thiên ngoại thiên thạch mang theo hừng ngực ánh lửa gào thét mà xuống giống như muốn hủy diệt thế giới lúc hỏa cầu bay lên đầu mình đỗ tĩnh động đậy bàn tay vung lên một đạo linh lực lăng không hội tụ lao về phía hỏa cầu ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên khói đặc cuồn cuộn bao phủ phía dưới cảm giác hỏa cầu trên đầu bị mình đánh tan đỗ tĩnh khinh mệt cười lại một lần nữa đà kích ngươi đi xem ngươi còn kiên trì như thế nào ngươi còn không nhưng mà lời này của hắn còn chưa kịp nói xong sắc mặt hắn đại biến một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong khói đặc một tia sáng trắng nổi lên ánh sáng chói mắt đau đớn ánh mắt đỗ tĩnh để đỗ tĩnh theo bản năng nhắm mắt lại một đạo kiếm quang từ trong khói đặc cuồn cuộn xuất hiện đánh đỗ tĩnh nơi kiếm quang chạm tới khói đặc rối rít bị cuốn vào một cỗ kiếm ý thấu xương theo kiếm quang mà đến khiến đỗ tĩnh cảm giác linh hồn đang run rẩy hắn biết mình sơ xuất bất quá cái này còn uy hiếp không được hắn linh lực hội tụ vẫn là một đầu hỏa xà hỏa xà lao về phía kiếm quang hung hăng va chạm với kiếm quang mặc dù là dưới tình thế cấp bách sử dụng ra pháp thuật uy lực không đủ nhưng cũng đủ để đối phó tiêu y này một đạo bức người kiếm quang kiếm quang bức người va chạm với hỏa xà ầm ầm một tiếng cùng hỏa xà song song tiêu tán khói đặc phía trước bị thổi tan đỗ tĩnh ngẩng đầu lại kinh ngạc phát hiện tiêu y trước mặt biến mất không thấy trốn rồi sao đỗ tĩnh cười lạnh một tiếng linh thức theo đó tản mát ra nhưng mà vào giờ khác này linh thức vừa tản mát ra hắn liền do thám vị trí của tiêu y tiêu y không biết vòng qua phía sau hắn từ lúc nào chết tiệt nhìn kiếm thanh âm của tiêu y vang lên trường kiếm tam phẩm trong tay không chút do dự đâm thẳng vào thắt lưng đỗ tĩnh sắc mặt đỗ tĩnh lại một lần nữa thay đổi lúc này đây đỗ tĩnh gầm lên một tiếng linh lực trên người bộc phát một cỗ sóng xung kích vô hình hướng về bốn phía trùng kích nhưng không kịp rồi. Trường kiếm của Tiêu Y đâm trúng hắn, áo xám trên người chỉ là một bộ quần áo bình thường, không hề có tác dụng phòng bị. Bị Tiêu Y đâm bên hông hắn một cái, bất quá lúc này, sóng xung kích kinh qua, hung hăng đụng vào người Tiêu Y. Ai nha. Tiêu Y không chịu nổi lù trùng kích này, máu tươi phun trào, bị đánh bay ra, rơi trên mặt đất, còn lăn vài vòng. Đáng, đáng chết. Sắc mặt đỗ tĩnh vặn vẹo, Tiêu Y sai một chút là có thể phế bỏ thắt lưng của hắn. May mà, hắn phản ứng kịp thời, tốc độ đủ nhanh, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ hắn bức tán kiếm ý bám vào vết thương linh lực dễ chịu trong nháy mắt liền khôi phục bình thường nhưng nha đầu tiêu y chỉ có thực lực trúc cơ tầng một lại có thể đả thương cao thủ trúc cơ tầng tám đây là vô cùng nhục nhã làm cho hắn mất hết mặt mũi vết thương trên người tuy đã khỏi nhưng vết thương tinh thần lại không có cách nào chữa khỏi trước mặt nhiều người như vậy ngựa mất móng trước chịu thiệt thòi khuôn mặt này không thể có được tiêu y hơi run rẩy đứng lên khóe miệng mang theo máu tươi tóc rối bù vô cùng chật vật nhưng đôi mắt của cô vô cùng sáng ngời giống như những vì sao trên bầu trời đêm Tiêu Y vỗ vỗ linh giáp của mình, may mắn có linh giáp bảo vệ, không đến mức bị thương như vậy. Cô nhìn Đỗ Tĩnh, đắc ý cười, đây là thực lực trúc cơ tầng 8 sao, còn không phải muốn ăn ta một kiếm. A à, a, à, Đỗ Tĩnh bị tức đến điên cuồng, linh lực của hắn bạo động, giống giận, ta muốn giết người. Một cỗ linh khí cường đại bao phủ Tiêu Y, lúc này hắn không để ý tới cái gì, sát ý tràn ngập mỗi một tế bào trong thân thể hắn, không giết Tiêu Y, khó tiêu mối hận trong lòng. Đối mặt với công kích, Tiêu Y buông tha chống cự, đứng bất động tại chỗ trên mặt cô không có bất kỳ vẻ kinh hoàng liền bình tĩnh đứng lúc này một thanh âm vang lên đủ rồi công kích của đỗ tĩnh trong nháy mắt tiêu tán thanh âm ngu xưởng vang lên thắng bại đã phân không cần quyết tử xuống đi đánh tới nước này tiêu y chiếm tiện nghi cho lăng tiêu phái mặt mũi thật lớn ngu xưởng cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục đánh hạ tương chính sơ cùng tăng thiệu tức giận mắng to ngu xưởng đê tiện tiêu y đắc ý cười với đỗ tĩnh xoay người rời đi cô đi rất chậm bị thương không nhẹ tiêu dũng đau lòng muốn chết hận không thể xông lên ôm lấy nữ nhi của mình nhưng hắn không thể thân phận hiện tại của tiêu y là đệ tử lăng tiêu phái lăng tiêu phái bên kia cũng không có ai xuống đỡ cô rời đi hắn cũng không thể bất quá doãn kỳ vọt xuống đưa tiêu y về doãn kỳ mang tiêu y trở về tức giận không thôi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ tên khốn kiếp kia thật muốn một kiếm chém hắn tiêu y không tức giận cô nhìn lữ thiếu khanh nhị sư huynh muội làm cũng được chứ tiêu y cẩn thận từng ly từng tí chờ lữ thiếu khanh đánh giá lữ thiếu khanh gật đầu ánh mắt tràn đầy hài lòng nhìn tiêu y đây mới là sư muội của mình bất quá ngoài miệng cũng sẽ không khen ngợi đánh không lại thì đánh không lại nói nhận thua đầu hàng lại không chết được chết vì sĩ diện nói thật lữ thiếu khanh cũng không nghĩ tới tiêu y có thể chiếm được tiện nghi trên người đỗ tĩnh có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi đối với việc này lữ thiếu khanh không tìm ra bất cứ tật xấu gì lời này nhìn như mắng chửi người nhưng tiêu y nghe ra được khen ngợi trong đó tâm tình vui vẻ giống như ăn mật ong ánh mắt đều nheo lại khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt đắc ý không đầu hàng không nhận thua còn ở trong tuyệt cảnh tìm được cơ hội phản kích cuối cùng không phải là vì được nhị sư huynh khẳng định sao vẫn còn tiêu y bên này thở dài đáng tiếc không đâm vào thắt lưng đỗ tĩnh lữ thiếu khanh bên kia cũng đồng thời thở dài đáng tiếc không thể một kiếm đâm chết tên kia sau khi nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau lữ thiếu khanh chừng mắt nhìn cô sao có phải ngươi cảm thấy mình vô địch thiên hạ đáng tiếc không đâm chết hắn ta không ta thấy ngươi càng ngày càng kiêu ngạo tự đại sự tình lần này kết thúc ngươi viết cho ta một bài tổng kết tâm đắc hai mắt tiêu y tối sầm ngã vào lòng doãn kỳ ngươi đang làm gì vậy Giãn kỳ vô cùng bất mãn với lữ thiếu khanh tiểu y sư muội bị thương ngươi hù dọa cô ấy như vậy lữ thiếu khanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu trò đùa của tiêu y giả vờ tiêu y không có biện pháp chỉ có thể mở to mắt ủy khuất nhị sư huynh ta bị thương không có cách nào viết chữ lữ thiếu khanh vừa muốn nhân cơ hội giáo dục một phen thanh âm đỗ tĩnh truyền tới lữ thiếu khanh của thiên ngự phong ngươi có dám tới đánh ta một trận hay không đỗ tĩnh đứng trên quảng trường ngạo nghễ ngẩng lên nhìn lữ thiếu khanh mọi người kinh ngạc hắn còn muốn tiếp tục đánh, hắn đều ở trên tay tiểu nha đầu chịu thiệt thòi, còn muốn khiêu chiến sư huynh người ta. Cái này ngươi cũng không biết, nghe nói Lữ Thiếu Khanh này là Lăng Tiêu phái môn phái sỉ nhục, thực lực không được tốt lắm. Thì ra là thế, trách không được hắn muốn lên tiếng khiêu chiến. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nghênh chiến, thua cũng sẽ mất mặt, không dám nghênh chiến thì càng mất mặt. Quy nguyên các tính toán rất tốt, thế nào cũng có thể làm Lăng Tiêu phái mất mặt, không biết Lữ Thiếu Khanh có ứng chiến hay không. Lăng Tiêu phái bên này, ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ, Doãn Kỳ sư muội, không phải vừa rồi ngươi nói muốn đánh hắn sao? Đây là cơ hội tốt, bổ hắn, ta phất cờ hò hét cho ngươi. Doãn Kỳ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, có xung động muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, hắn đánh ngươi, ngươi không đánh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thành khẩn nói, ta sợ ta sẽ đánh chết hắn, gây ra tranh chấp giữa hai phái, khi dễ sư muội ta, có chút nhịn không được. Tiêu Y bĩu môi, khoác lác, nhị sư huynh chính là lười, không muốn động thủ. Doãn Kỳ càng thêm không tin, cô đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Y, không liên quan đến ta. ngươi còn muốn ta giúp ngươi vào nhà gỗ của đại sư huynh sao? ngươi ra tay đi, bằng không ta không hỗ trợ. lữ thiếu khanh bên này đều uy hiếp, doãn kỳ không tức giận, cười lạnh một tiếng, phản uy hiếp, ngươi dám đổi ý, ta sẽ để sư phụ ta thu thập ngươi. doãn kỳ là đại đồ đệ của cơ bành việt, rất được cơ bành việt yêu thương, doãn kỳ uy hiếp còn lớn hơn lữ thiếu khanh, lữ thiếu khanh buồn bực, chẳng lẽ thật sự muốn tự mình lên sân khấu sao? như thế nào? lữ thiếu khanh, ngươi không dám ra ứng chiến sao? đỗ tĩnh lại hô lên chẳng lẽ ngươi ngay cả luận bàn với ta cũng không dám sao? phiền muốn chết, còn nữa không, ta cũng không tính toán sổ sách với ngươi. ngươi tự nhiên đứng lên trước một bước. lữ thiếu khanh đứng lên, chửi ầm lên với đỗ tĩnh ở phía dưới. cháu trai, cháu ở đó chó sổ cái gì? cho rằng thắng sư muội ta thì rất không dậy nổi sao? ở đó sư phụ ngươi không dạy ngươi làm người sao? ngoại trừ còn có thể cái gì khác sao? ngẩng đầu lên, ngươi cho rằng ngươi rất đẹp trai sao? thấy ngươi đều gọi ngươi một tiếng đại ca, đẹp trai cái lông. Lữ Thiếu Khanh mắng to một trận, vẻ mặt đỗ tĩnh mơ hồ. Ta bất quá là mới hô hai tiếng, như thế nào ở trong miệng ngươi chính là không ngừng hô đây. Mộng bước qua đi, giận không kềm được, chết tiệt, là đang mắng ta sao? Ngươi, ngươi đáng chết. Phổi đỗ tĩnh sắp nổ tung, như thế nào? Ta nói thật đâm trúng chân đau của ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xấu, ta sẽ không mắng ngươi, không muốn tự rước lấy nhục ngoan ngoãn cút xuống, ta có thể không so đo với ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào Đỗ Tĩnh mắng to. Không ít người nhìn Đỗ Tĩnh, ánh mắt tràn ngập thương hại, coi như là đáng thương. Bị người ta mắng trước mặt mọi người như vậy, Đỗ Tĩnh còn khó có thể cãi lại, đã thành một trò cười. Trừ phi, Đỗ Tĩnh đợi Lữ Thiếu Khanh dừng lại, giận dữ quát, ngươi có dám xuống đánh một trận với ta hay không? Để không bị cắt ngang, hắn dùng tới linh lực, đinh tai nhức óc, tiếng la quanh quẩn trong ngọn núi xung quanh. Đỗ Tĩnh phẫn nộ, nhưng không có lý trí, hắn biết hôm nay hắn không hung hăng đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hắn liền thành trò cười, chỉ có đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hắn mới có thể lật ngược tình thế. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao nhìn xuống, khi miệt nhìn đỗ tĩnh ta mắng cũng có thể mắng chết ngươi ta làm gì còn muốn xuống tại sao ta phải xuống đi bỗng nhiên một thanh âm vang lên bên tai hắn là thanh âm của ngu xưởng lữ thiếu khanh ngẩng đầu nhìn trưởng môn ngu xưởng đang nhìn hắn chằm chằm lữ thiếu khanh bi phẫn không hiểu ta cũng có thể mắng chết hắn ta còn muốn xuống làm gì mắng hắn là văn đấu ta am hiểu văn đấu nhất đánh với hắn thanh âm ngu xưởng lại vang lên lần này mang theo uy hiếp bằng không ngươi chờ không có chỗ dựa vững chắc chính là thảm như vậy sư phụ khi nào thì người mới đến đồ đệ đẹp trai đáng yêu của ngươi bị người khi dễ lữ thiếu khanh bất đắc dĩ cánh tay không xoay lại đùi dứt khoát chuyển tức giận lên người đỗ tĩnh chỉ vào đỗ tĩnh cả giận nói ngươi chờ ta hiện tại liền xuống giết chết người lữ thiếu khanh vẻ mặt khó chịu lên sân khấu thấy lữ thiếu khanh lên sân khấu tư giao phát hiện ngu xưởng rõ ràng khẩn trương lên thậm chí ngay cả chồng cô lục tế cũng không kém bao nhiêu căng thẳng nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh cô hơi suy tư một chút liền biết hai người đang khẩn trương cái gì cô cười khổ một tiếng trưởng môn thiếu khanh đã nguyện ý lên sân khấu có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Ngu Dường không nói gì, nhìn chăm chăm lữ thiếu khanh, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Lữ thiếu khanh từng nói để hắn lên sân khấu liền nhận thua. Vạn nhất hiện tại hắn lên sân khấu lập tức nhận thua đỗ tĩnh, lăng tiêu phái có thể giải tán. Bởi vì không còn mặt mũi. Nói thật, nếu có thể, hắn cũng không muốn lữ thiếu khanh lên sân khấu. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể hoàn toàn bắt được lữ thiếu khanh. Có đôi khi trong lòng lữ thiếu khanh đang suy nghĩ cái gì hắn cũng đoán không ra. Bất quá hiện tại hắn không thể không để lữ thiếu khanh lên không có biện pháp, nói cho cùng vẫn là vấn đề thể diện. Đỗ Tĩnh đã lên tiếng khiêu chiến, Lữ Thiếu Khanh không ứng chiến, chỉ khiến người ta chê cười. Cơ Bành Việt thấy Lữ Thiếu Khanh đã lên sân khấu, ánh mắt hắn nhìn Đỗ Tĩnh mang theo thương hại, đây có tính là khi dễ người không? Đỗ Tĩnh chỉ là trúc cơ kỳ, Lữ Thiếu Khanh đã là kết đan kỳ, bọn họ những trưởng lão này đều không thể hoàn toàn biết thực lực chân chính của Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể đoán đại khái, kết đan hậu kỳ, cảnh giới bảy tầng trở lên. Tiêu Sấm đối với Đỗ Tĩnh không có một tia hảo cảm, Đỗ Tĩnh thực lực mạnh hơn Tiêu Y nhưng vẫn không biết xấu hổ khi dễ tiêu y nếu không là không cho phép hắn cũng muốn ra tay với đỗ tĩnh hiện tại lữ thiếu khanh lên sân khấu đối phó đỗ tĩnh hắn cảm thấy không có vấn đề gì chỉ cho phép tên khốn quy nguyên các khi dễ người khác không cho phép người khác khi dễ bọn họ hơn nữa đây là hắn tự tìm không trách được người khác ngu xưởng đối với việc này cũng tỏ vẻ tán thưởng lấy lớn hiếp nhỏ thật sự cho rằng sợ người quy nguyên các các ngươi sao ta sẽ cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của một đệ tử khác của lăng tiêu phái ta đỗ tĩnh thấy lữ thiếu khanh đi lên đắc ý cười rộ lên ánh mắt tràn ngập oán hận trong lòng tràn ngập sát ý tốt tốt ngươi cuối cùng cũng dám xuống còn tưởng rằng ngươi lén lút không dám đi ra chứ lữ thiếu khanh trong lòng nổi giận bị ép buôn bán loại cảm giác này ai có thể hiểu được vẫn còn trò à trong tay lữ thiếu khanh nháy mắt xuất hiện ba kiện pháp khí hung tợn nhìn chằm chằm đỗ tĩnh cho ngươi một cơ hội lập tức cút xuống ta không giết chết người tiêu dũng sửng sốt đây không phải là hắn đưa cho lữ thiếu khanh sao bao gồm hai món pháp khí thiểu thừa và kế ngôn đưa cho lữ thiếu khanh là một cái đĩa tròn phòng ngự đưa cho kế ngôn là một cái quạt xếp đưa cho thiểu thừa là một cái ngọc tỷ ngoại trừ vòng tròn quạt xếp và ngọc tỷ chỉ có thể nói là pháp khí phụ trợ nó không giúp ích gì nhiều cho cuộc chiến hiện tại chẳng lẽ lấy ra là muốn hù dọa đỗ tĩnh sao tiêu dũng suy đoán như thế người xung quanh thấy lữ thiếu khanh lấy ra ba kiện pháp khí không ít người cười rộ lên lăng tiêu phái đích xác nghèo đệ tử thân truyền chỉ có chút pháp khí này sao còn không bằng nha đầu tiêu y vừa rồi trên tay cô tốt xấu gì cũng có hai kiện tam phẩm pháp khí so với lữ thiếu khanh này tốt hơn nhiều ai các ngươi không biết lữ thiếu khanh là bị người ta gọi là môn phái hổ thẹn phòng trừng trưởng môn đều muốn đập chết hắn cho nên có thể có thứ gì tốt cũng đúng có thể ở lại môn phái coi như hắn may mắn rồi bất quá nhị phẩm pháp khí đối với đại phái thân truyền đệ tử mà nói vẫn là rất keo kiệt hơn nữa còn không phải là pháp khí phòng ngự và phụ trợ đủ keo kiệt rồi nhị phẩm pháp khí đối với hạch tâm đại phái đệ tử thân truyền mà nói đích xác rất keo kiệt tiêu dũng nghe được tiếng nghị luận xung quanh cúi đầu không dám cùng người khác đáp lời đây là pháp khí hắn đưa ra hiện tại xem ra đích xác có chút không lấy ra được lễ vật hắn đưa ra đều là pháp khí nhị phẩm uy lực không lớn không có biện pháp tiêu ra là gia tộc mới nổi nội tình không bằng các gia tộc khác thứ có thể tặng cũng chỉ có vậy thôi khụ khụ lễ nhẹ tình ý nặng hy vọng đến lúc đó thiểu thừa tiền bối cùng kế ngôn đường so đo đỗ tĩnh thân là đệ tử đại phái thấy lữ thiếu khanh thân truyền đệ tử này tự nhiên lấy ra nhị phẩm pháp khí trong lòng nhịn không được sinh ra một tia tình cảm cuộc sống nhục nhã của môn phái này trôi qua rất thảm có thể lấy ra được cũng chỉ có nhị phẩm pháp khí bên quy nguyên các tăng thiệu thấy lữ thiếu khanh lấy pháp khí nhị phẩm ra hù dọa đồ đệ của mình cười nhạo ha ha thì ra đây là sức mạnh càn dỡ của hắn sao hắn sẽ không cho rằng nhị phẩm pháp khí chính là lợi hại nhất chứ tương chính sơ cũng lắc đầu đối với chuyện này rất im lặng nhị phẩm pháp khí dọa được tiểu môn phái người của tiểu gia tộc làm sao có thể dọa được đỗ tĩnh xuất thân đại phái chứ đỗ tĩnh mặc dù là trúc cơ kỳ nhưng trong tay hắn cũng có tam phẩm pháp khí hơn nữa còn không chỉ có một kiện lữ thiếu khanh cầm nhị phẩm pháp khí đi ra mọi người quy nguyên các xem ra múa rìu qua mắt thợ không biết tự lượng sức mình. Bất quá trong tiếng cười, Trương Tòng Long, Trương Chính và mấy tên đệ tử Quy Nguyên Các lại không cười. Trương Tòng Long thậm chí còn nói, có gì đó cổ quái, người khác không biết, Trương Tòng Long hắn biết. Lữ Thiếu Khanh trong tay mấy vạn linh thạch, đừng nói nhị phẩm pháp khí, coi như là tam phẩm pháp khí, thậm chí tứ phẩm pháp khí hắn đều có thể mua được. Vì sao chỉ lấy ra pháp khí nhị phẩm? Hắn định làm gì? Nếu muốn dùng pháp khí nhị phẩm, vì sao không có pháp khí có tính công kích? Nghĩ đến sự giàu hoạt của Lữ Thiếu Khanh, Trương Tòng Long nhắc nhở Tăng Thiệu, tăng sư thúc bảo đỗ sư đệ cẩn thận một chút đối thủ của hắn không phải dễ chọc tăng thiệu kỳ quái tại sao lại nói như vậy dường như trương tòng long đặc biệt chú ý đến tiểu từ kia trương tòng long không giải thích nhiều chỉ nói một câu để hắn cẩn thận một chút bằng không sẽ bị hắn đau khổ tăng thiệu không có đem lời của trương tòng long để ở trong lòng hắn ha hả cười nói từ long đỗ tĩnh tuy rằng không bằng ngươi hắn cũng là đồ đệ ta dạy dỗ không có vấn đề quá lớn trương tòng long trầm mặc không tiếp tục khuyên bảo dù sao hắn đã nhắc nhở có nghe hay không là chuyện của tang thiệu ở song nguyệt cốc bên này một người phụ nữ trung niên mặc váy dài màu tím trên góc váy theo nhiều cánh hoa khuôn mặt xinh đẹp nhìn lữ thiếu khanh trong con người có thêm vài phần hòa ái thiếu sư đệ và kế ngôn không có ở đây hắn rốt cuộc cũng lên sân khấu sao an thiên nhạn tam trưởng lão song nguyệt cốc thực lực nguyên anh trung kỳ cảnh giới bốn tầng hạ ngữ nghe sư thúc nói nhìn an thiên nhạn an sư thúc người cũng biết lữ sư đệ an thiên nhạn gật đầu nụ cười hòa ái tao nhã cao quý thiếu sư đệ đã nói với ta mặc dù là thuận miệng nhắc qua một chút nhưng ta có thể nghe ra kiêu ngạo trong giọng điệu thiểu sư đệ hạ ngữ quay đầu nhìn lữ thiếu khanh trong đôi mắt đẹp mang theo tò mò với thực lực của lữ thiếu khanh hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép đỗ tĩnh thậm chí chỉ cần lộ ra hơi thở của bản thân là có thể khiến đỗ tĩnh biết khó mà lui lữ thiếu khanh lại muốn lấy pháp khí nhị phẩm ra hù dọa đỗ tĩnh hạ ngữ tin tưởng lữ thiếu khanh sẽ không biết đây là không dọa được đỗ tĩnh hạ ngữ nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh cô muốn xem lữ thiếu khanh muốn làm gì Đỗ Tĩnh nhìn ba kiện pháp khí nhị phẩm trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha, ngươi, ngươi cho rằng trong tay ngươi vật gì? Tứ phẩm, tứ phẩm hay là thập phẩm? Còn nói thân truyền đệ tử, nguyên lai cũng chỉ có chút năng lực này. Cho rằng cầm nhị phẩm pháp khí là có thể đem ta dọa sợ sao? Ngây thơ, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt Đỗ Tĩnh càng thêm khinh thị. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bất đắc dĩ nói, vì sao cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc? Cơ hội? Đỗ Tĩnh cười càng thêm vui vẻ, có phải ngươi chưa tỉnh ngủ không, ngươi có thể làm gì được ta lữ thiếu khanh không nói lời nào mà là thúc giục pháp khí trong tay ngọc tỷ lơ lửng trên không ong ong rung động nhắm thẳng vào đỗ tĩnh ngươi có tin ta dùng ngọc tỷ đập chết ngươi hay không đỗ tĩnh đứng dậy vẫy tay với lữ thiếu khanh nào để ta xem pháp khí nhị phẩm của ngươi lợi hại đến mức nào ai lữ thiếu khanh khẽ lắc đầu hôm nay ít nhiều cũng phải bại lộ một chút thực lực sau đó vẻ mặt lữ thiếu khanh đột nhiên biến đổi chính là tất cả mọi người cảm giác được khí tức mịt mờ mất tinh thần Lữ Thiếu Khanh giống như phàm nhân đột nhiên biến thành một người khác, giống như một con thú ngủ say, tức tỉnh. Khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, trúc cơ kỳ. A, à, là khí tức trúc cơ hậu kỳ, gia hỏa, lại có thể ẩn giấu sâu như vậy, xung quanh kinh hãi, bất quá có không ít người cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Dù sao cũng là đệ tử thân truyền, có được thực lực trúc cơ kỳ, tuyệt không kỳ quái. Tăng Thiệu vẻ mặt thoải mái, nụ cười nhàn nhạt mang theo châm chọc, chút thực lực này cũng cần che giấu sao? Đồ nhi ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, dù Lữ Thiếu Khanh là trúc cơ cửu tầng cũng không sợ. Tăng Thiệu xem ra, chúc cơ kỳ thực lực, không có gì đáng giá dấu diếm. Trong lời nói khinh thường của Tăng Thiệu, Lữ Thiếu Khanh thúc giục Ngọc Tỷ phát động tiến công, hắn đem Ngọc Tỷ coi như là tảng đá, hướng Đỗ Tĩnh đập tới. Ngọc Tỷ xoay tròn trên không trung, điên cuồng hấp thu linh khí, phát ra tiếng xé gió sắc bén, thực lực của Lữ Thiếu Khanh không kém mình nhiều lắm, Đỗ Tĩnh cũng trở nên nghiêm túc. Đỗ Tĩnh lật cổ tay, một thanh trường kiếm xanh thẳm xuất hiện trong tay, thúc giục linh lực, linh lực không ngừng được rót vào trong trường kiếm. Trường kiếm phát ra ánh sáng màu lam, rực rỡ vô cùng, giơ kiếm ngây nón, định cho lữ thiếu khanh xem một chút màu sắc tam phẩm trường kiếm bằng vào cường độ và mũi nhọn của bản thân đủ để dễ dàng phá hư pháp bảo nhị phẩm đương lữ thiếu khanh ngọc tỷ bị đỗ tĩnh chặn lại xoạt xoạt tiếng vang thanh thúy vang lên trên ngọc tỷ xuất hiện vết rách ngọc tỷ còn ong ong rung động liều mạng muốn tiến công lại đi không được nửa phần trên mặt đỗ tĩnh lộ ra vẻ đắc ý đây là trường kiếm tam phẩm của ta so với ngươi thì không biết là bao nhiêu ngươi một cái chỉ biết dùng nhị phẩm pháp khí dùng qua tam phẩm trở lên pháp khí sao sau khi nói xong cổ tay dùng sức thình thịch ngọc tỷ ầm ầm vỡ nát nhưng mà vỡ vụn ngọc tỷ lại giống như mở ra hộp ma thả ra phong ấn yêu ma một cỗ lực lượng cùng bạo từ trên ngọc tỷ xuất hiện ba động khủng bố kinh người lập tức lan ra giống như một yêu ma thức tỉnh mở cái miệng to như chậu máu về phía hắn nụ cười của đỗ tĩnh tiêu tan đồng tử co rút mạnh hắn biết lữ thiếu khanh muốn làm gì cũng biết vì sao ngọc tỷ của đối phương dễ dàng bị vỡ như vậy đỗ tĩnh muốn chửi má nó tháp meo meo đây là pháp khí tự bạo có ai chơi như vậy không đỗ tĩnh trong lúc vội vàng một kiện pháp khí phòng ngự xuất hiện trong tay điên cuồng rót linh lực vào quang mang đại thịnh giây tiếp theo oanh ánh sáng mãnh liệt bao phủ toàn bộ quảng trường cũng chứng cứ tầm mắt mọi người ba động linh lực cường đại khuếch tán bốn phía đại trận bố trí đều sáng lên quang mang chặn lại cỗ ba động năng lượng khủng bố này không ít người sắc mặt cuồng biến nhị phẩm pháp khí mặc dù không phải là cao giai pháp khí gì nhưng dù sao nó cũng là một pháp khí sức mạnh của vụ nổ lớn hơn nhiều so với sức mạnh của nó không ai đoán được lữ thiếu khanh lại có thể tự bạo pháp khí tuy rằng phẩm giai không cao nhưng xấu xa cũng là pháp khí, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ dễ dàng tự bạo pháp khí của mình. Trên quảng trường lại một lần nữa khói đặc cuồn cuộn, che khuất tầm mắt mọi người. Bất quá tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, linh thức theo bản năng phát tán ra, sau đó bọn họ liền phát hiện có một bóng người hướng về Lữ Thiếu Khanh, là Đỗ Tĩnh. Có người kêu lên, vừa rồi hắn không bị thương trong vụ nổ. Lợi hại, như vậy cũng có thể phòng ngự được, đây không hổ là đệ tử đại phái. Lữ Thiếu Khanh thảm rồi, hắn sẽ không ngờ Đỗ Tĩnh không sao chứ, đúng vậy, vội vàng, hắn lấy cái gì để ngăn cản trong xương khói sắc mặt đỗ tĩnh tái nhợt trên người có mấy vết thương máu tươi đầm đìa linh khí trong cơ thể hỗn loạn vô cùng vừa rồi hắn vội vàng trong lúc đó dùng một kiện phòng ngự pháp khí ngăn cản lần này nổ tung bị thương không nhẹ nhưng vẫn có thể tiếp tục di chuyển ngươi đi chết đi cho ta đỗ tĩnh giống giận nuốt máu tươi sông lên đèn nén thương thế trong cơ thể trước tiên phát động đánh trả thề phải giết chết lữ thiếu khanh trong tầm mắt đỗ tĩnh thân ảnh lữ thiếu khanh như ẩn như hiện trong xương khói khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo sát ý ngút trời đi chết đi Trường kiếm trong tay lại sáng lên quang mang màu lam, đâm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn mang theo tàn nhẫn, hắn không quan tâm hiện tại là trường hợp nào, hắn chỉ muốn một kiếm đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Đương, thân thể Đỗ Tĩnh chấn động, trường kiếm đâm trúng thứ gì đó, gặp trở ngại, hắn chăm chú nhìn lại, bóng người trong khói thuốc tiêu tan không thấy, mà trường kiếm của hắn đâm trúng một cái đĩa tròn. Đĩa tròn lơ lửng trên không trung, ngăn cản trường kiếm của hắn, xoạt xoạt. Thanh âm thanh thúy lại vang lên, trên đĩa xuất hiện vết rách, đồng tử Đỗ Tĩnh co lại. Mẹ nó, oanh lại một tiếng nổ lớn nổ tung lại nổi lên tất cả mọi người trầm mặc nhìn đỗ tĩnh bị nổ tung ánh mắt mọi người đều mang theo thương hại hơi thở đỗ tĩnh suy yếu quần áo rách dưới cả người đầy máu vết thương chồng chất lần này hắn chịu không nổi sắc mặt xanh xao dị thường hơi thở suy yếu trên người đầy vết thương máu tươi đầm đìa thật sự là thảm rất nhiều người trong lòng cảm thán đồng thời nhịn không được sinh lòng kiên kỵ lữ thiếu khanh không ai nghĩ tới lữ thiếu khanh lại đoán được đỗ tĩnh sẽ phát động phản kích với hắn còn tương kế tự kế khói mù bày ra bẫy pháp khí tự nổ lần thứ hai thật đê tiện không ít người trong lòng nhịn không được phun trào lần đầu tiên tự bạo pháp khí đã ngoài dự liệu của mọi người lại một lần nữa tự bạo đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới pháp khí lần thứ hai tự bạo đỗ tĩnh không có ngăn cản gì cứng rắn ăn vào bùm bùm đỗ tĩnh nặng nề ngã trên mặt đất không nhúc nhích trong cảm giác của mọi người hắn đã chút giận nhiều nhập khí ít bị thương nặng không được cứu chữa sợ là không qua khỏi sương khói dần dần tan lữ thiếu khanh tay phải cầm trường kiếm của đỗ tĩnh tay trái cài quạt gấp xuất hiện hắn đến trước mặt đỗ tĩnh ánh mắt lữ thiếu khanh lạnh như băng trên mặt không có biểu tình gì trong lòng của rất nhiều người nhị không được thắt lại chẳng lẽ hắn còn muốn hạ sát thủ bỗng nhiên một bóng người xuất hiện hắn đứng trước mặt lữ thiếu khanh nhìn lữ thiếu khanh là tang thiệu tang thiệu nhìn như thập phần bình tĩnh như đôi mắt hắn đã tràn ngập lửa giận vô tận khí tức trong cơ thể giống như thú rừng ngủ đông bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát hắn gắt gao nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh hận không thể một cái tát đập chết lữ thiếu khanh đã nói luận bàn tỉ thí ngươi tên khốn kiếp này là tiếp nhận từ thủ lữ thiếu khanh nhìn tăng thiệu thân tình tự nhiên mở miệng hỏi người quy nguyên các đánh tiểu nhân lão nhân muốn đi ra sao tăng thiệu ngữ khí lạnh như băng không che giấu được sát ý tuổi còn trẻ xuống tay ác độc như thế giữ ngươi lại đối với thiên hạ thương sinh cũng là một tai họa lữ thiếu khanh không nói hai lời lập tức hô to trưởng môn có người muốn hại làm đệ tử của ngươi còn không tới giết chết hắn im lặng mọi người lại trầm mặc lời này của ngươi vì sao hô thuần tục như thế không mang theo một tia do dự Tang Thiệu cũng bị Lữ Thiếu Khanh nói câu này làm cho có chút không biết làm sao, mặc dù hắn hận không thể một cái tát đập chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn chưa ngốc đến mức này. Ngô Dưỡng chờ Lăng Tiêu phái cao tầng ngay tại phía trên, mọi người khí cơ đã vững vàng khóa lại hắn, hắn dám ra tay trong nháy mắt sẽ bị đám người ngu Dưỡng toàn lực công kích. Hắn bất quá là muốn hù dọa Lữ Thiếu Khanh một phen, đồ đệ của mình bị đánh thành như vậy, còn không cho phép sư phụ vui vẻ một chút, thở ra một hơi sao? Nhưng Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm với hắn, Ngô Dưỡng cầu cứu, không theo lẽ thường ra bài, Tang Thiệu tức giận đến ngực buồn bực thanh âm ngu xưởng truyền đến tăng thiệu trưởng lão nếu là tỷ thí bị thương là không thể tránh khỏi quý đầu bị thương nghiêm trọng vẫn là mang hắn xuống cứu chữa đi hắn xoay người vung tay lên một cỗ linh lực nâng đỗ tĩnh đã hôn mê lên chuẩn bị rời khỏi nơi này khoan đã lữ thiếu khanh nói tăng thiệu tăng thiệu ngẩng đầu ánh mắt bất thiện chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta nghĩ gì vậy lữ thiếu khanh tiện tay ném trường kiếm trong tay cho tăng thiệu cầm đây là của hắn thật đáng giận tại sao phải ngăn cản chứ lãng phí tăng thiệu nhận lấy mới phát hiện đây là bội kiếm bổn mạng của đồ đệ hắn trong vụ nổ bị tổn hại nghiêm trọng mặt trên phủ kín vết rách bất cứ lúc nào cũng có thể gãy không khác gì phế thải nhiều lắm trách không được đỗ tĩnh lại bị thương nghiêm trọng như vậy bội kiếm bị hao tổn bị cắn trả tăng thiệu trầm mặc xoay người rời đi than ôi lữ thiếu khanh có chút tiếc nuối nhìn những chữ vật trên tay đỗ tĩnh để cho lão ra hỏa nhanh một bước đáng tiếc bất quá ngươi nói đến là đến đi là đi nào có thoải mái như vậy một chút lễ phép cũng không có ngay cả một câu cảm ơn cũng không biết nói sao trưởng môn cho tam phẩm đan dược cũng không nói cảm ơn tố chức quy nguyên các không được lời lữ thiếu khanh nói bọn họ nghe không hết một chữ trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều rơi vào tăng thiệu tăng thiệu cảm giác linh lực trong cơ thể mình hỗn loạn ngực phát buồn bực một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng hắn cố nén nghẹn đến đỏ bừng cả mặt tăng thiệu không có đầu đuôi hai chữ cảm ơn hắn nói không nên lời hiện tại càng không có khả năng nói hắn chỉ coi như nghe không được sắc mặt âm trầm mang theo đỗ tĩnh tăng thiệu toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng khiến đệ tử quy nguyên các cơm như hến không dám thở mạnh, e sợ một cái không cẩn thận trêu chọc tăng Thiệu lửa giận. Tương Chính Sơ nhìn tăng Thiệu, trầm mặc một hồi mới mở miệng khuyên bảo, không cần phẫn nộ, tiểu bối thôi, Đỗ Tĩnh bất quá là sơ xuất thôi, nếu đánh nhau bình thường, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Đỗ Tĩnh. Tăng Thiệu sắc mặt dễ nhìn một chút, đúng vậy, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh không nói võ đức, tuyệt đối sẽ không như vậy, tăng Thiệu hắn cũng không lên vớt đồ đệ của mình. Đúng lúc này, Trương Tòng Long đột nhiên nói, thực lực của hắn không phải trúc cơ kỳ, mà là kết đan kỳ. Cái gì? Mọi người kinh hãi khó có thể tin nhìn lữ thiếu khanh phía dưới lữ thiếu khanh lại mạnh như vậy sao hắn mới bao nhiêu tuổi thương chính sơ và tăng thiệu hai mặt nhìn nhau cũng không thể tin được thương chính sơ nghi hoặc nhìn lữ thiếu khanh sau đó khẳng định hơi thở của hắn không thể gạt được chúng ta hắn tuyệt đối là trúc cơ kỳ nó là một đứa trẻ cảm giác không sai tăng thiệu cũng như thế mặc dù hắn có che giấu nhưng không thể che giấu chúng ta trương tòng long không đồng ý hắn nhìn lữ thiếu khanh chằm chằm giọng nói khẳng định tuyệt đối là cảnh giới kết đan kỳ mặc dù không hoàn toàn cảm nhận được cảnh giới chân chính của lữ thiếu khanh nhưng hắn tin tưởng phán đoán của hắn kế ngôn có một môn pháp có thể che giấu thực lực và cảnh giới của bản thân cho nên trương tòng long khẳng định thực lực của lữ thiếu khanh cũng không phải chỉ có biểu hiện ra ngoài